Thưa quý vị, trước thực trạng giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, trong khi giá sản phẩm không tăng, người chăn nuôi hiện đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ và đứt gãy chuỗi sản xuất. Do đó, việc thắt chặt chi phí đầu tư, cắt giảm đàn, sử dụng phế phẩm nông nghiệp đang là lựa chọn của nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Hòa Vang, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại xã Hòa Khương. Hộ ông Đinh Ngọc Phương, trú tại thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, là một trong 20 hộ nuôi cá nước ngọt tại xã, đang cải tạo tại ao hồ để thả vụ cá mới. Trải qua một năm 2021 đầy thất bát vì Covid-19, ông Phương cũng như bà con nuôi cá ở đây đều đặt nhiều kỳ vọng vào vụ cá mới. Tuy nhiên, chi phí nuôi trồng, nhất là giá thức ăn chăn nuôi đang tăng không ngừng, khiến người nuôi như ông không khỏi lo lắng. Mình mua bột á, thì giá cả là hơi bị tăng, vô động. Thị trường hiện nay là giá bột nó lên gấp đôi, nên chỉ cần một số vốn để ổn định đầu tư là từ ban đầu là... Còn đây là hộ ông Viễn Văn Vui, trú tại thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương. Khu vực chuồng trại này năm trước thả hơn 100 con heo thịt, nhưng năm nay mọi chi phí nuôi heo đều tăng từ con giống, thức ăn, rồi dịch bệnh khiến việc nuôi heo thua lỗ. Nay ông cải hoán lại chuồng trại để nuôi gà thịt và gà lấy trứng. Chi phí giảm mà thời gian chăn nuôi ngắn, dòng vốn quay vòng nhanh hơn. Thức ăn thì nay lượng tăng lên cỡ 30% rồi đó. Cho nên quá cô, nhưng mà cái này mình tận dụng là nguồn lúa, thức ăn bên đây là nguồn lúa là nó thấp, lúa gỗ thấp, cho nên mình tận dụng cái thức ăn là nhà nông nữa, cho nên mình tận dụng mới nấu bánh dào đồ này khác là mình chế biến lại để cho nó ăn là lúa lượng thấp, gỗ thấp mà bọc cô, nhưng mình nuôi là ấm cho ăn bọc thôi, thời gian thôi, cái rồi tụ điều kiện mình tập cho nó ăn qua cái thức ăn nông nghiệp này. Theo Hội Nông dân xã Hòa Khương, hiện nay trên địa bàn xã, tỷ lệ chăn nuôi theo quy mô trang trại tập trung còn thấp, chủ yếu là chăn nuôi nông hộ quy mô nhỏ lẻ. Theo tính toán của các hộ chăn nuôi, chi phí thức ăn chiếm từ 65 đến 70% trong cơ cấu giá thành sản xuất. Vì vậy, khi giá các loại thức ăn chăn nuôi tăng cao, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân, nhất là người chăn nuôi heo gia cầm. Trước thực trạng này, người chăn nuôi đang xoay sở tìm cách thích ứng phù hợp để tiết giảm mọi chi phí, tìm kiếm nguồn thức ăn thay thế sẵn có, hướng đến giá trị dinh dưỡng cao cho sản phẩm đầu ra, đồng thời có thể tận dụng tối đa nguồn phế phẩm nông nghiệp. Các hộ dân Hòa Khương, hội viên nông dân bây giờ đang đi học hỏi các mô hình nuôi ruồi lến đan để mà thứ nhất là xử lý rác thải, phế phẩm, thức ăn của hộ gia đình, người ta thải ra trái cây hoặc là phân của gia súc gia cầm, phân gà, phân vịt, phân dê, phân bò, phân heo, người ta để tận dụng để nuôi con ruồi lến đan đó. Để mà tận dụng lấy thức ăn làm thức ăn để cho cá, nuôi cá nước ngọt, nuôi vịt, nuôi gà, để mà tận dụng thức ăn đó để cho nó giảm bớt cái chi phí đầu vào, chi phí nuôi. Thứ hai là chắc cái dinh dưỡng, chất đạm nó làm cho cái con gà, con vịt, con cá nó mau lớn, nó rất là nhiều đạm. Dự kiến giá thức ăn chăn nuôi thời gian tới vẫn tiếp tục tăng. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của người chăn nuôi, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường cập nhật thông tin cho người dân về tình hình chăn nuôi và thị trường các sản phẩm chăn nuôi. Trên cơ sở quy hoạch các vùng chăn nuôi, khuyến khích người dân phát triển các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn gắn với bảo vệ môi trường, tiêu thụ sản phẩm. Hướng dẫn nông dân tận dụng hết các phụ phẩm nông sản tại chỗ để chế biến thức ăn chăn nuôi, giảm tỷ lệ sử dụng thức ăn công nghiệp.